Rất hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên hệ thống kênh YouTube Nhà Đất Đi Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là trên hệ thống website nhà đất đi hùng.com. Buổi chiều hôm nay thì mình sẽ đưa chúng ta đến với một căn nhà góc hai mặt tiền với diện tích ngang 6, độ dài là gần 13m và được thiết kế là một trệt một lửng ba lầu. Hướng nhà chúng ta là hướng bắc đông bắc, phù hợp với những ai phong thủy là tây tứ trạch. Và đây là mặt tiền, mặt chính của căn góc hai mặt tiền của chúng ta này. Căn góc hai mặt tiền với diện tích ngang 6, độ dài gần 13m và được thiết kế một trệt một lửng ba lầu, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là con đường trước nhà của nhà mình này. Một con đường nhựa rộng 8m một sẹt, cách mặt tiền đường chính đường lớn của chúng ta khoảng chừng 20m thôi, rất là thuận tiện cho đại đình mình vừa ở vừa làm văn phòng công ty. Và đây là phía bên hông, bên góc của căn nhà mình này. Chúng ta để ý này, góc hai mặt tiền rất là nhiều cửa sổ bên hông, cực kỳ thoáng và rất là mát nha mọi người. Và nhà mình thì có cửa hậu phía sau luôn, cửa hậu hướng đông nam nha. Và mặt tiền nhà mình thì thiết kế rất đẹp và cao cấp, nằm trong một khu phố rất là an ninh và ổn định của trục đường Quang Trung, phường 8 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này đang được giảm giá đặc biệt, giảm ngay 1 tỷ đồng cho quý hàng nào thiện chí mua. Giá bán trước đây được chào bán với giá là 9 tỷ 6, bây giờ thì bên Hùng chào bán chỉ có 8 tỷ 600 triệu đồng thôi nha mọi người. Chúng ta để ý mặt tiền chính một lần nữa này, tiền chính rất đẹp và cao cấp nha, thiết kế vô cùng đẹp và sang trọng theo kiến trúc kiểu Cityland năm 2020. Và nhà mình nằm căn góc hai mặt tiền nên rất là thoáng và cực kỳ là mát. Và chúng ta sẽ chuyển vào bên trong để chúng ta tham quan căn nhà này nhá. Thì ở đây chúng ta có một lớp cửa cuốn phía ngoài, bên trong chúng ta có một lớp cửa gỗ được làm bằng chất liệu là gỗ cam xe. Và nhà mình thì đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ và chúng ta có thể đậu được hai xe hơi trong nhà luôn. Hẻm trước nhà thì hai xe hơi tránh nhau thoải mái nha. Và di chuyển vào trong đây chúng ta sẽ có khu vực gara xe hơi cũng như là khu vực phòng bếp tầng trệt. Và chúng ta có thể vừa đậu xe hơi xe máy vừa làm phòng khách luôn. Nhà mình thì phù hợp cho đại đình mình vừa ở vừa làm văn phòng công ty cho thuê hoặc là làm showroom, spa. Và khu vực này thì nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, ngay cạnh nhà Mercedes-Benz, rất là gần chợ và nhà thờ Hạnh Nhung Tây, di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Và quý anh chị quan tâm đến căn nhà này có thể liên hệ trực tiếp đến bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là một căn nhà rất đẹp và là một căn góc hai mặt tiền cực kỳ thoáng mát và sang trọng, đang được mình gửi đến mọi người chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì quý anh chị quan tâm đến căn nhà này thì có thể alo trực tiếp đến bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Thì nếu mà quý anh chị liên hệ bên Hùng đi xem căn nhà này thì chúng ta sẽ được giá giảm ngay 1 tỷ đồng nhá. Chỉ còn 8 tỷ 600 triệu đồng thôi. Trước đây thì căn này chào bán với giá là 9 tỷ 6. Nhưng mà nếu anh chị liên hệ bên Hùng thì chúng ta sẽ được giá mềm hơn, giảm ngay 1 tỷ. Chỉ còn 8 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng nhẹ với anh chủ nhà. Và quý anh chị quan tâm thì hãy alo đến bên Hùng ngay để chúng ta sở hữu ngay căn nhà rất đẹp, góc hai mặt tiền, có cửa hậu phía sau và tặng kèm nội thất như là sofa này, bàn ăn này. Phía dưới chúng ta có để ý thấy có cửa sổ và cửa hậu phía sau, cũng như là khu vực hai bên tường thì gia chủ trang trí rất đẹp với những cái khu vực ốp gạch và ốp dán giấy dán tường, trang trí rất đẹp, màu sắc hài hòa, không gian thoáng và cực kỳ sáng. Với một căn nhà góc như thế này thì chúng ta ở trong nhà thì chúng ta mở cửa sổ ra thì không khí lưu thông rất là tốt nha mọi người. Ở đây thì chúng ta có bộ sofa được gia chủ tặng lại và một bộ bàn ăn được làm bằng chất liệu của cam xe, 6 ghế mặt đá rất đẹp và cao cấp. Phía bên này chúng ta có khu vực tủ rượu này mọi người, tủ rượu chúng ta để những chai rượu quý của gia đình mình. Và cầu thang thì gia chủ ép sát vào bên nhà thì cầu thang này chúng ta sử dụng là mặt đá hoa cương màu trắng với lan can được làm bằng sắt đúc và tay vịn được làm bằng gỗ cam xe. Ở phía dưới cầu thang chúng ta có những khu vực để cây xanh như là tre và có rất là nhiều cây xanh trang trí khác nhau. Đây chúng ta có khu vực phòng ăn thì chúng ta có một bộ bàn ăn này. Phòng bếp chúng ta lại đặt ở dưới tầng trệt luôn nha mọi người. Với khu vực tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ sồi. Khu vực bồn rửa chén bát thì đối diện với chúng ta có một cái cửa sổ và có cửa hậu ở ngay đây luôn này. Cửa hậu nhà mình thì hướng đông nam nha mọi người. Và bên này chúng ta có khu vực để tủ lạnh và khu vực phòng vệ sinh cuối nhà này. Phòng vệ sinh gia chủ ép sát vào với khu vực cầu thang này. Chúng ta thấy cầu vệ sinh ở đây thì rất là tiện này. Có bồn cầu, lavabo và vòi tắm hoa sen cũng như là gương soi. Đây mình quay phía sau ra này, có những không gian và những cái mảng xanh rất là đẹp. Nhà góc hai mặt tiền cực kỳ thoáng, được thiết kế là một trệt, một lửng và ba lầu. Điều đặc biệt căn nhà mình thì nằm trên trục hẻm rất là rộng, hẻm 8m, hai xe hơi xe tải tránh nhau thoải mái luôn. Thì đây chúng ta có một căn đã bán rồi.
Căn nhà chưa xây xong đã bán 9 tỷ 7 rồi nha mọi người. Và diện tích còn bé hơn căn nhà này. Và đây là một căn nhà góc nữa, rất đẹp và cao cấp. Cầu thang chúng ta để ý thấy này, mặt đá màu trắng, thiết kế theo kiến trúc biệt thự mini phố năm 2020, rất đẹp và sang trọng, đang được Huy Hùng gửi đến đại gia đình chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Bên trên này chúng ta có khu vực không gian phòng tiếp khách chính ở trên này này mọi người. Cái phòng tiếp khách chính ở trên này chúng ta ốp gạch màu xám rất đẹp và nhìn rất là sang trọng và cao cấp. Ở đây chúng ta để ý thấy này, có những cái khu vực trang trí đèn chùm, khu vực tủ rượu và có rất là nhiều cửa sổ bên hông để chúng ta có thể ở trong cái khu vực không gian phòng khách này thì rất là thoáng và mát. Phòng này chúng ta làm phòng tiếp khách chính nha mọi người. Thì nhà mình thì vừa ngang rộng mà lại còn nở hậu nữa. Nở hậu hơn 6 mét luôn nha mọi người. Hai bên hông chúng ta rất nhiều cửa sổ với khu vực có khung bảo vệ cũng như là cửa sổ và màn rèm cửa cũng đã được gia chủ gắn sẵn rồi. Và mình quay từ phía sau khu vực không gian tầng lửng chúng ta nhìn ra này. Rất là đẹp nha mọi người. Thì quý anh chị nào nhanh tay đến xem và sở hữu ngay căn nhà đang được giảm giá đặc biệt như thế này thì chúng ta mua được với giá mềm, gia chủ đang cần bán gấp trong mùa dịch này nha mọi người. Thì trong mùa dịch Covid-19 này thì gia chủ mới có giá mềm như thế này thôi. Thì quý anh chị nào nhanh tay đến xem và sở hữu, hoặc là chúng ta thật sự mua nhà để ở trong dịp này thì có giá bán rất là mềm. Đặc biệt tất cả các căn nhà bên Hùng chào bán đều là những căn nhà đang có giảm giá rất là mạnh và có giá bán rất là mềm, cũng như là những căn nhà bên Hùng chào bán đều là những căn nhà chính chủ, sổ hồng riêng. Và chúng ta mua thì đảm bảo chất lượng, kết cấu xây dựng cũng như là bán vé đầy đủ và hoàn công đầy đủ luôn. Và điều đặc biệt thì tất cả những căn nhà bên Hùng chào bán chúng ta sẽ được tham quan cũng như là được thương lượng trực tiếp với các anh chị chủ nhà để chúng ta xem giấy tờ, và khi chúng ta ưng ý thì chúng ta sẽ làm việc giá cả với các anh chị chủ nhà nhé. Chúng ta đang lên tham quan phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước này. Với một cái không gian phòng ngủ rất là rộng và có rất là nhiều cửa sổ bên hông như thế này thì nhà mình thì khỏi cần bật máy lạnh, thì chúng ta chỉ cần mở cửa sổ ra thôi thì gió lùa vào cũng rất là mát mẻ rồi nha mọi người. Đây là phòng ngủ số 1 với hai cửa sổ và một cửa chớp cũng như là một cửa ra ban công. Ban công phía ngoài thì gia chủ trồng cây xanh, và phòng ngủ của nhà mình thì sàn gạch giá gỗ với tủ áo rất là rộng. Tủ áo được làm bằng chất liệu gỗ sồi, có vệ sinh trong cũng như là ống máy lạnh đã được gia chủ gắn sẵn rồi. Đây là phòng ngủ số 1 nha. Nhà mình thì có 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 phòng bếp và 5 phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh chúng ta có bồn cầu, lavabo và gương soi phía ngoài. Bên trong thì chúng ta có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen. Phòng vệ sinh thì chúng ta ốp gạch full luôn, rất tuyệt vời. Rồi mình đi qua phòng ngủ số 2 nha mọi người. Phòng ngủ số 2 của nhà mình thì phòng ngủ phía sau nó cũng khá rộng. Đây, chúng ta để ý này, nó cũng khá rộng nha mọi người. Trang trí rất đẹp. Đây chúng ta có cửa sổ và cửa sổ ra mặt tiền bên hông và phòng vệ sinh trong này. Tất cả phòng ngủ thì gia chủ đều đi ống máy lạnh cho đại gia đình mình và có vệ sinh trong rất là tuyệt vời rồi. Đây, với bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen. Và phòng vệ sinh chúng ta đều có cửa sổ thoát ra khu vực mặt tiền bên hông thì mùi sẽ không bay vào nhà mình nhé. Rồi mình sẽ di chuyển lên lầu 2. Chúng ta tham quan sơ qua phòng ngủ số 3 và số 4 nhé. Mình lưu ý mọi người, đây là một căn góc hai mặt tiền với diện tích ngang 6m, độ dài gần 13m và nở hậu. Nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, ngay sát với cổng Mercedes-Benz. Hẻm chiếc nhà 8m hẻm nhựa. Và đây là một căn góc hai mặt tiền rất đẹp với thiết kế là một trệt một lửng ba lầu theo kiến trúc biệt thự mini phố năm 2020. Và nhà mình thì cũng gần với chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Nhà có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Hướng nhà là hướng bắc, đông bắc, bắc ghé đông nha. Phù hợp với những ai phong thủy là tây tứ trạch. Và quý anh chị quan tâm đến căn nhà đẹp, góc hai mặt tiền, sang trọng, đẳng cấp và giá cả
đang giảm mạnh bên kênh Nhà đất Huy Hùng. Chúng ta liên hệ thì chỉ có 8 tỷ 600 triệu đồng thôi. Chúng ta sẽ còn được thương lượng nhẹ nữa. Những kênh khác thì đang rao bán với giá 9 tỷ 6, 9 tỷ rưỡi, 9 tỷ 2. Nhưng bên Hùng thì chỉ có 8 tỷ 6 thôi. Giá bên Hùng rất là chất lượng nha mọi người. Và quý anh chị quan tâm thì có thể alo trực tiếp đến bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây chúng ta có khu vực không gian phòng ngủ số 4 với khu vực tủ áo và phòng ngủ rất rộng, với rất là nhiều cửa sổ bên hông này mọi người. Trần chúng ta đóng trần thạch cao phẳng, nhìn rất là sang. Rồi mình sẽ tiếp tục di chuyển lên trên lầu, chúng ta tham quan khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ cũng như là sân thượng trước sau nhé. Nhà rất đẹp, giá cả đang rất là hợp lý. Quý anh chị xem video bên kênh YouTube của bên mình thì nhớ đăng ký kênh hoặc bấm chuông để chúng ta liên tục được cập nhật những video mới nhất, những căn nhà mới nhất, giá cả hợp lý và những căn nhà số Hùng riêng, chính chủ đang được bên Hùng chào bán nha. Ở đây chúng ta có khu vực không gian của phòng thờ. Và ngoài này chúng ta có khu vực sân thượng sau cũng như là khu vực phòng giặt và sân phơi. Đây, mình sẽ đi ra khu vực phòng giặt và sân phơi trước nhé. Đây mọi người này, đây là khu vực giặt đồ nhé. Khu vực giặt đồ, khu vực cầu thang leo lên phía trên. Và khu vực phơi đồ của chúng ta. Đây là khu vực phơi đồ nhé. Sân thượng sau á. Ngoài đây là phòng thờ. Phòng thờ chúng ta cũng có rất là nhiều cửa sổ này. Và ngoài này chúng ta có khu vực sân thượng phía trước. Với giá bán 8 tỷ 6 này thì chúng ta sẽ thương lượng nhẹ với anh chủ nhà thôi nha mọi người. Đây chúng ta có hồ cá này mọi người. Hồ cá thì gia chủ chưa thả cá nên chưa bỏ nước. Đó, có hồ cá luôn. Cây xanh. Có những cái bộ bàn ghế mini nho nhỏ. Thì chúng ta ngồi ngắm cá, uống cà phê, uống trà thì rất tuyệt vời. Rồi mình sẽ quay sân thượng trước cũng như là khu vực xung quanh nhá, cho mọi người nhìn nhá. Cây xanh, gió rất là mát nha. Khu vực xung quanh thì chúng ta có căn nhà mới bán 9 tỷ 7 rồi nha mọi người. Rồi ra đây thì gió hơi nhiều, mình sẽ rớt điện thoại nha. Đây chúng ta để ý thấy có cây xanh này, gió mát này. Rồi, quý anh chị quan tâm thì liên hệ ngay bên Hùng để được giá tốt nha. Rồi xin chào và hẹn lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.